Tập 11. Trần gia có hai đứa con gái. Về lý thì một người thuộc về tôi. Đại tiểu thư trời sinh là người dành cho Chu gia. Chu đại thiếu mặc dù chết rồi, nhưng mà cuộc trưởng của chúng tôi lại nhìn trúng đại tiểu thư đây. Cho nên nhị tiểu thư, cô là của tôi. Phu nhân, hai ngày nữa tôi sẽ chính thức đến cầu hôn. Mẹ, ngồi đi. Cô à, lý nào là vậy? Cô à, thế đạo sớm đã thay đổi. Bây giờ Cốc Đa có thế lực, hay là nói nhị biểu tỷ gả cho Cốc Đa cũng rất tốt. Phụ nữ mà, kiểu gì cũng phải sống dựa vào đàn ông. Đàn ông nào có thế lực thì nên gả cho người đó. Im miệng. Cốc Đa hại nhà chúng ta ra như vậy, em còn nói giúp cho nó. Con thà rằng nhảy hồ đi theo ba con cũng không đồng ý gả cho Cốc Đa. Vậy thì cứ chờ hắn báo thù đi. Quyển Nhi, Như Ngọc, vẫn là ba con nhìn xa. Để con đi học thành tài. Sư phụ sư mẫu con đã đi rồi, hãy đi theo họ đi. Con à, ở đây không còn đường sống nữa rồi. Mẹ, con không muốn đi. Con muốn ở cùng mẹ và chị. Có chết cũng phải cùng nhau chết. Đứa còn ngốc, trốn được đứa nào thì hay đứa nấy. Như Ca, mẹ, mau lên, để A Quả đưa Như Ngọc đi. Như Ngọc, Cốc Đa hắn tâm địa độc ác, hắn không tha cho em đâu. Cho nên em nhất định phải rời khỏi. Chị à, nghe lời đi. Nghe lời đi con, mau đi đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Như Ngọc, đây là toàn bộ trang sức của mẹ. Em cầm lấy. Tiền của bản thân, nhắm chừng mà dùng. Ở bên ngoài không bằng ở nhà. Tất cả phải chú ý an toàn, biết chưa? Chị à, lần này em đi, không biết khi nào mới gặp chị. Chị nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc cho mẹ. Được rồi, yên tâm đi. Đi đi. Nhị tiểu thư, chờ tôi. Tôi đi với cô. Lúc này anh đồng ý đi cùng tôi. Tôi rất cảm kích. Nhưng mà tôi không thể nào liên lụy tới anh. Nhị tiểu thư à, chỉ cần có thể ở bên cô, tôi không sợ gì hết. Trần gia chúng tôi gặp nạn, anh đi cùng chắc chắn sẽ liên lụy. Tôi không sợ, tôi thật sự không sợ. Được rồi Như Ngọc, để Dận Lai đi chung với em đi. Như vậy chị cũng yên tâm hơn. Dận Lai à, Như Ngọc nhờ hết vào cậu. Đại tiểu thư, cô yên tâm đi, tôi nhất định chăm sóc tốt nhị tiểu thư. Mau đi đi. Chị à, được, vậy chúng ta cùng đi. Chị, mau đi đi. Chị, đại tiểu thư, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư. Mau lên, mau. Sao mưa to như vậy? Tìm chỗ nấp đi. Cuối cùng cũng tới Tô Châu. Anh tìm thiếu chủ của anh, đi theo tôi làm gì? Nhị tiểu thư à, nhưng mà đại tiểu thư dặn dò muốn tôi bảo vệ cô. Tôi nói anh đi đi. Được rồi, đi thì đi. Cẩn thận. Lái xe kiểu gì vậy? Đàn của tôi. Có biết lái xe không? Mau xem, xin lỗi. Đàn bị gãy rồi. Xin lỗi, tôi sao có cái đàn mà anh cầm cũng không xong. Cẩu thả, tôi không cố ý. Dận Lai và Như Ngọc tới Tô Châu làm gì? Anh Phương Nguyên à, anh biết không? Có rất nhiều người. Em nhìn một cái là biết ngay phải dễ làm sao. Nhưng mà chỉ có mình anh.
Thấy nhiều như vậy mà vẫn không biết phải làm sao vẽ. Như Ngọc đột nhiên tới Tô Châu, lẽ nào Như Ca có chuyện? Anh Phương Nguyên à, anh làm sao vậy? Có tâm sự à? Cũng không phải chuyện gì lớn, vẫn là chuyện đó. Cũng không biết tình hình biểu ca sao rồi. Anh Phương Nguyên, ba em không phải đảm bảo rồi à? Anh yên tâm đi, ba em nói một câu là giải quyết được ngay. Vậy thì phải cảm ơn bác. Nhưng mà bây giờ thì anh phải ngồi xuống đây. Em muốn hoàn thành bức tranh này. Đội trưởng Cốc, giúp tôi làm một việc. Giúp tôi tìm một nơi. Đồ ăn ở đây đúng là vô cùng ngon. Lần sau lại tới nha. Được. Đây không phải Cốc Đa của Trần gia sao? Cốc Đa để cho ông gọi à? Đây là đội trưởng trinh sát của chúng tôi. Cốc gia thăng lên làm đội trưởng thật là đáng mừng. Ngài muốn ăn gì cứ việc mở miệng. Họ Tiết à, coi thường tôi sao? Một bữa cơm thì muốn sai tôi làm việc cho ông à? Đừng tưởng là tôi không biết. Lúc đầu hoàng quân tấn công vào, ông quyên góp cho quân quốc gia 2 lượng tiền. Dựa vào cái này là có thể đưa ông vào phần tử kháng Nhật. Cốc gia à, lúc đó mọi người không phải đều đang kháng Nhật sao? Hơn nữa quyên tiền quyên đồ cũng không phải mình tôi. Ông nói cũng có lý. Cốc gia lúc đó cũng quyên góp 2 giò đồng Lý Hồng. Nhưng mà hôm nay Cốc gia cứ thích nhìn trúng ông. Tội này nói lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ. Phải xem ông có thông minh không. Cốc gia, thế sự khó khăn, làm ăn không tốt. Tôi lúc này cũng rất khó. Cần tiền không cần mạng à? Không phải Cốc gia, không phải như vậy. Đưa đi. Dạ. Cốc gia, Cốc gia tha mạng. Cốc gia tha mạng. Ngài cần gì cứ nói. Cốc gia tha mạng. Tôi thấy căn tứ hợp viện của ông cũng không tệ. Đó là tổ trạch của tôi mà Cốc gia. Được. Xem như tôi hiếu kính với ngài vậy. Tha cho tôi đi đi. Thức thời. Đi. Cục trưởng mời. Cục trưởng à, căn nhà này anh vừa ý chứ? Không tệ. Lần này làm rất tốt. Vậy anh cứ chọn ngày hoàng đạo, dọn đến mà hưởng thụ. Chọn ngày không bằng hôm nay. Được. Vậy hôm nay dọn xong tôi kêu mấy anh em ở trước cửa làm thêm 2 trạm gác. Cốc Đa, Chu mổ tôi không bạc đãi thuộc hạ. Đi thành Tô Châu tự kiếm cho mình một căn nhà đi. Đây cũng coi như là tài sản của cậu. Cảm ơn cục trưởng. Dạ. Cục trưởng, con chó này biết cắn người. Chó biết cắn không sợ. Làm được việc là được. Cốc Đa, nhà này không tệ. Đi. Đứng yên. Lão gia, lão gia. Người bên này ra đây. Mấy người là ai? Có người cục cảnh sát tố cáo, nói trong nhà các người có dấu phần tử kháng Nhật. Chúng tôi theo lệnh tới lục soát. Nực cười. Tôi là phiên dịch của mục sư James. Nước sông không phạm nước giếng. Trong nhà tôi không có phần tử kháng Nhật. Mau chóng cút đi. Nếu không là chết hết. Đi, đi.
tới Trần gia. Lão phu nhân, hôm nay tôi chuẩn bị hậu lễ. Danh sách tuy không bằng Chu gia, nhưng mà cũng không thiệt thòi cho nhị tiểu thư đâu. Ai thèm danh sách của cậu chứ? Con gái tôi tuyệt đối không gả cho loại người như cậu. Gả hay không? Không tới phiên các người nói. Nó nói là được. Như Ngọc đã rời khỏi đồng lý. Chạy rồi à? Vậy sao? Lục soát. Không cần xét. Thật sự chạy rồi. Chạy đi đâu? Chạy với ai? Mau nói. Súng đạn vô nhãn. Cái đó, Cốc đại đội trưởng, chuyện này có lớn lao gì đâu. Anh đừng tức, đừng tức. Như Ngọc tới Thượng Hải rồi. Nếu như anh có bản lĩnh thì tới đó đuổi theo. Được. Vậy thì mời đại tiểu thư tìm nhị tiểu thư về cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bắn chết lão phu nhân. Cốc Đa, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Đại tiểu thư, nói thật với cô, nếu không có cục trưởng nhìn trúng cô, tôi lấy cô thay nhị tiểu thư rồi. Đưa người của cậu, cút. Đại tiểu thư, tôi không muốn tính toán với phụ nữ. Cút. Cốc Đa, đứng yên. Đại tiểu thư, tôi không tính với phụ nữ, nhưng tôi tính toán với ông ta. Lão gia, xin lỗi nha. Cốc Đa, dừng tay. Cục trưởng, sao anh lại ở đây? Đừng làm phiền cố nhân. Trả trở về. Dạ. Trả trở về. Tôi nói cậu trả về. Dạ. Cục trưởng, ra ngoài. Dạ. Đi. Giang ca ca, cô cũng ra ngoài. Ngồi. Bác gái, không quản được thuộc hạ là lỗi của con. Nhưng mà bác yên tâm, từ nay về sau chuyện của Trần gia chính là chuyện của Chu Lập Giang con. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và cả bác, con sẽ đều chăm sóc. Lập Văn, Cốc Đa tại sao lại làm việc cho cậu? Cốc Đa và đội tiên binh của người Nhật cấu kết. Hắn đưa người tới đây, con căn bản không hay biết. Nếu không, con làm sao để cho hắn tới? Bây giờ bác Trần mất rồi, người làm cũng đi rồi. Nhưng mà chúng ta không thể ăn không ngồi rồi. Bác gái à, đây là chút tâm ý, mong bác nhận cho. Anh cầm tiền về đi. Trần gia chúng tôi không cần. Như ca nói đúng, chúng tôi không cần tiền của cậu. Bác nhận đi. Trần gia bây giờ gặp nạn, con ra tay giúp đỡ cũng là nên làm thôi. Bác gái, bây giờ là thiên hạ của người Nhật. Nếu như muốn yên thân giữ mạng, chúng ta phải hợp tác cùng họ. Con cũng là bất đắc dĩ. Con là vì bảo vệ Chu gia của con và Trần gia của mọi người. Bác gái, nếu con và Như ca có thể đến với nhau, con đảm bảo Trần gia của bác sẽ không chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Đừng ở đây diễn kịch. Anh và Cốc Đa kẻ sướng người quạ. Nếu không phải anh ra lệnh, Cốc Đa sao có thể mang cảnh sát tới nhà của tôi gây quạ? Như ca à,
Anh phải nói sao em mới tin? Anh không quản được cốc đa là anh thất trách. Nhưng mà anh thề với trời, anh đi mà thề với người Nhật, Trần gia chúng tôi không quan nghênh anh. Mẹ à, con về phòng trước. Bác gái à, giữa con và Như Ca có chút hiểu lầm, con nói chuyện với cô ấy một chút. Lập Văn, yên tâm đi, con sẽ bình tĩnh nói chuyện với cô ấy. Như Ca, Như Ca, Như Ca à, sau này trước mặt mẹ có thể cho anh một chút thể diện không? Em nói xem, anh ở trong thành toàn tâm toàn ý ở bên em. Anh ở trong thành mua cho em căn nhà, mặc dù không bằng Trần gia nhưng cũng coi như tứ hợp viện, có non có nước. Anh tính đón em qua đó. Hơn nữa thầy Kitano cũng nói muốn gặp em. Vậy nếu tôi không đi, có phải anh kêu lính tới bắt? Anh bắt cóc em làm gì? Thầy Kitano là mời em qua, ai mời tôi cũng không đi. Đó là chuyện không thể. Như Ca à, cục trưởng, làm gì vậy? Cục trưởng, Kitano Thái quân truyền tin tới, một đội hoàng quân tuần tra lúc đang tuần tra gặp phải mai phục, chúng ta phải về ngay lập tức. Nhị tiểu thư, cho dù có tiêu sạch tiền tiết kiệm của tôi, cũng nhất định phải mua một cây tỳ bà tốt cho cô. Đều tại anh, đánh trận này mấy tiệm nhạc cụ đều nổ hết rồi, anh muốn mua chưa chắc đã mua được. Như Ngọc, Nghiêm sư phụ, Như Ngọc à, chuyện này không thể trách Vận Lai. Mấy ngày nay tên ác ôn cốc đa đó ở bên ngoài ngang tàn, hơn nữa có Chu Lập Văn chống lưng cho hắn. Ta thấy bây giờ hai đứa ở đây trốn vài ngày, chờ tránh gió. Phải, sư phụ của con nói rất đúng. Chờ qua đợt này, chúng ta đưa con ra ngoài. Bình thường luyện tập đều dùng tỳ bà của ta, không phải là được rồi à? Dạ được. Vận Lai, anh cũng không cần gấp mua đàn cho tôi nữa. Vận Lai đâu? Khách Vận Lai đâu? Đó không phải là tên Hách Vận Lai à? Nó không chừng hắn ta ở cùng nhị tiểu thư. Tên này ở đâu chui ra vậy? Được rồi, lo nhiều làm gì. Nghiêm Tuyết Tùng, Nghiêm sư phụ có ở đây không? Phương Nguyên, Như Ngọc, thời gian này anh đi đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện? Tại sao không tìm chị? Chị ấy rất lo lắng cho anh. Anh biết em muốn nói gì, nhưng mà chuyện của anh không thể nào nói hết. Sao em lại ăn mặc như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ à, anh bình tĩnh một chút. Bác Trần bị giết rồi, Trần gia gặp đại nạn. Cô nói coi, tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Nhưng mà bây giờ anh đi thì làm được gì? Tôi đi giết Chu Lập Văn, Cốc Đa, hai tên chó chết. Hai người họ, bây giờ một người là cục trưởng cục cảnh sát, một người là đội trưởng. Trong tay có bao nhiêu người, làm gì dễ dàng đối phó? Tôi mặc kệ. Tôi nói cho hai người biết, đừng hòng cản tôi. Anh không được đi, tôi phải phụ trách an toàn của anh. Phương Nguyên, nghe Dư Hà đi. Anh bây giờ nóng nảy như vậy chỉ làm hư chuyện. Hai người làm sao vậy? Thiếu chủ à, anh đồng ý cứu bộ trưởng Đổng, chúng tôi rất cảm kích. Mặc dù không có thủ tục chính thức, nhưng mà anh đã là thành viên của tổ chức. Bây giờ Phó Xuyên Giang và Kitano đang nhắm vào anh. Vốn dĩ chúng ta càng phải nên cẩn thận, thận trọng hơn, không được để lộ sơ hở. Nhưng mà bây giờ anh muốn đi đối phó Chu Lập Văn và Cốc Đa, chuyện lớn như vậy họ làm sao có thể không biết? Vậy theo ý của cô, chúng ta biết rõ Trần gia gặp nạn, vẫn giờ như không biết à? Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, không thể nào quay đầu. Trước kia vì cứu lão Đổng, tôi có thể khống chế bản thân không đi gặp Như Ca, không giải thích với cô ấy, là bởi vì tôi biết ít nhất cô ấy đang rất an toàn. Bây giờ thì sao? Nhà mất người chết,
Tôi có thể coi như không biết gì à? Nhưng mà anh có biết, anh đi như vậy là hy sinh vô ích. Vậy thì cứ chết đi. Phương Nguyên, alo, anh Phương Nguyên là em, Phương Phi. Phó tiểu thư đang chờ tôi. Được rồi, có chuyện gì anh cứ gọi. Tiên sinh, mời bên này. Trên lầu có đặt trước, mời. Phó tiểu thư. Phó tiểu thư. Không phải cô đang ở trên đó chờ à? Không phải anh cũng thấy sao? Tôi mới xuống xe. Sao có thể ở trên lầu? Anh Phương Nguyên đâu? Anh ấy ở trên lầu chờ tôi à? Như vậy, chuyện đó thiếu chủ của chúng tôi chờ cô trên lầu từ nãy giờ. Nhưng mà vừa có chuyện gấp nên đi rồi. Dặn tôi ở đây chờ cô, nói lời xin lỗi. Anh Phương Nguyên rốt cuộc là bận chuyện gì quan trọng? Đến thời gian gặp tôi cũng không có. Thật sự rất xin lỗi. Hay là như vậy, nếu cô có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giùm cô. Vậy tôi đi đây. Đến đây. Anh xem, đây là tỳ bà Tô Châu chính gốc, gỗ kê chi. Bao nhiêu tiền? 2 đồng đại dương. Mua đi, tuyệt đối hợp. Vậy anh gói lại giúp tôi. Được. Đưa đây, con người của anh làm sao vậy? Không phải tôi đưa tiền rồi à? Nhưng mà anh đưa không đủ, cho tôi 2 ngày. Anh chưa đưa đủ, 2 ngày đi mà, làm ơn đi. Tôi rất gấp, gấp cũng không được. Con người này làm sao vậy? Ăn nói vô lý như vậy. Là anh không đưa tiền, anh còn đòi lấy đồ. Buông tay. Thiếu chủ anh tới rồi, anh cứu tôi với. Anh là thiếu chủ của anh ta à? Sao mà tìm tên cướp về làm công chứ? Anh nói gì? Tôi một không trộm, hai không cướp. Anh không được nói như vậy. Mua đồ không đủ tiền, còn muốn lấy đi. Không phải trộm cướp thì là gì? Tôi không phải là không đưa tiền. Tôi gần đây, anh du di cho tôi 2 ngày đi. Không được, thiếu một cắc cũng đừng hòng cầm đàn đi. Cậu ta thiếu bao nhiêu? 2 đồng đại dương. Thật ngại quá. Đi. Thiếu chủ. Chuyện này là sao? Ai dạy cậu? Không có tiền thì đi cướp à? Tôi đưa hết tất cả tiền tiết kiệm cho anh ta rồi. Tôi nghĩ có thể nào cũng không thể để cho nhị tiểu thư chờ lâu được. Tôi chỉ muốn ông chủ đó cho thiếu mấy hôm. Ai ngờ ông ta nói chuyện khó nghe như vậy. Có lý nào như vậy chứ? Thiếu chủ à, tôi và nhị tiểu thư mấy hôm nữa phải đi Thượng Hải rồi. Tiền anh cho mượn, chờ sau khi tôi quay lại làm trâu làm ngựa trả cho anh. Muốn đi đâu? Thượng Hải. Thượng Hải. Thượng Hải không lớn bằng Tô Châu. Người cũng không quen biết. Chú ý an toàn. Đừng, cầm đi. Thiếu chủ anh đi đâu? Đồng lý. Anh tự bảo trọng. Yên tâm đi. Hách giận lai. Đây là cái gì? Mua cho nhị tiểu thư à? Đưa tôi. Đưa tôi. Anh làm gì vậy? Trả cho tôi. Tôi liều mạng với anh. Thành thật đi. Có bản lĩnh như vậy à? Đưa đi. Trả tỳ bà cho tôi. Tôi phạm tội gì? Các người bắt tôi làm gì? Trả cho tôi. Dựa vào cái gì mà bắt người? Trả tỳ bà cho tôi. Trả cho tôi. Bớt phí lời. Tôi phạm tội gì chứ?
Im miệng, trả tiền bà cho tôi. Trả cho tôi, im miệng. Trả tiền bà cho tôi, tôi phạm tội gì? Im miệng, đi mau. Cốc Đà, cục trưởng, qua đây. Đưa đi. Dạ. Các người làm gì vậy? Đi mau, tôi phạm tội gì? Bắt cậu ta làm gì? Tên này chắc chắn biết tung tích của nhị tiểu thư. Sao cậu cả ngày cứ như vậy? Không làm việc đàng hoàng. Vụ án của đại ca tôi, rốt cuộc có manh mối gì chưa? Cục trưởng à, anh đa mưu túc trí còn không tìm ra, tôi làm sao mà tìm được? Mấy ngày nay không phải cậu ở Đồng Lý à? Có nhìn thấy ai khả nghi không? Phải rồi, tôi hôm đó ở Trần Gia thấy Hách Dận Lai. Tên này lén la lén lút, trên người còn có khẩu súng. Anh ta có súng, lấy đâu ra? Không biết. Lúc đó nhị tiểu thư cản tôi nên không có hỏi. Thẩm vấn ngay lập tức. Nói, khẩu súng đó rốt cuộc ai đưa cho mày? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Không nói à? Gan đấy. Không biết. Ấn. Nói, tôi nói. Nói, ai đưa? Tôi. Nhẫn. Đừng, tôi nói. Là thiếu chủ của tôi. Là thiếu chủ của tôi. Ai là thiếu chủ của cậu? Cục trưởng Phương Nguyên. Phương Nguyên lại. Một tên chủ tiệm trang sức. Hôm đại lão gia bị hại, Phương Nguyên cũng ở Đồng Lý. Rất có thể hắn chính là hung thủ. Quan hệ giữa Phương Nguyên và đại tiểu thư không bình thường. Đại tiểu thư vì tên Phương Nguyên này, ngay cả Trần Châu Tháp cũng tặng cho hắn. Trần Châu Tháp, hồi môn của đại tiểu thư à? Đúng. Đại tiểu thư cứ từ chối anh, tám phần là vì tên Phương Nguyên này. Bắt đi. Dạ. Thiếu chủ, anh tới rồi. Chờ một chút, tôi vào trong báo cho đại tiểu thư. Đứng im. Ông chủ Phương cuối cùng cũng rơi vào tay tôi. Cổng sau, tôi muốn đưa anh đi. Đừng qua đây. Cậu biết dùng súng không? Mà dám chĩa súng vào tôi. Ông chủ Phương, đừng bắn, đừng bắn. Tôi sợ chết. Bác Trần, có phải mày hại chết? Lão gia, ông chủ Phương à, lão gia, không phải tôi hại, là mấy tên người Nhật. Tôi là đội trưởng đội trinh sát, tôi cũng hết cách, tôi chỉ có thể đưa họ đi. Tôi đâm lao thì phải theo lao thôi. Trần gia nuôi mày bao nhiêu năm, vậy mà mày lấy quán báo ơn. Ông chủ Phương à, không phải giống như anh nghĩ, thật sự không phải giống như anh nghĩ đâu. Thứ vong ân phụ nghĩa. Đi. Ông chủ Phương, ông chủ Phương, đừng giết tôi. Tôi rất sợ. Tôi rất sợ, đừng giết tôi. Bỏ súng xuống hết. Mau, bỏ súng xuống. Mau, bỏ xuống. Mau, mau. Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đại tiểu thư, thiếu chủ và Cốc Đa tới. Phương Nguyên. Ra tay, mau. Ông chủ Phương, đừng giết tôi. Tôi rất sợ chết. Thả Cốc đội trưởng ra.
Thả người cho tao. Thả tiểu thư ra. Thả ra. Không, không thể thả. Ông chủ Phương, nếu anh giết tôi cùng chết chung với đại tiểu thư. Để cho họ bắn chết đại tiểu thư. Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Thả súng ra, nếu không tao bắn. Ai bảo tôi biết đại tiểu thư là người quan trọng của ông chủ Phương chứ? Thả súng xuống. Cốc Đa, hôm nay coi như mày ngon. Ông chủ Phương, mời. Chờ một chút. Cậu muốn đưa anh ấy đi đâu? Cục cảnh sát. Đại tiểu thư. Cục trưởng Chu của chúng tôi muốn đích thân thẩm vấn. Cậu dựa vào cái gì? Anh ấy phạm tội gì? Các cậu có lý do gì? Chúng tôi muốn bắt. Đó chính là lý do. Chuyện của bác Trần, anh đã tới trễ. Xin lỗi. Tạm biệt, đại tiểu thư. Phương thiếu gia, nghe danh đã lâu. Không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi là cục trưởng cục cảnh sát Tô Châu, Chu Lập Văn, là em trai của Chu Khởi Văn. Hân hạnh. Nhưng mà tôi muốn hỏi cục trưởng Chu, Phương mẫu đây vẫn luôn tuân thủ luật pháp, dựa vào cái gì mà bắt tôi chứ? Ngày đại ca tôi và đại tiểu thư thành hôn, anh đã đồng ý làm cái gì? Xem bảo vật. Bảo vật gì? Trân châu tháp. Phàm là người kinh doanh châu báu, ai mà không muốn một lần nhìn thấy bảo vật quý hiếm chứ? Hôn lễ của đại tiểu thư e rằng là cơ hội duy nhất. Xem bảo vật mà trên người còn mang theo súng mà. Thân ở loạn thế, có phòng bị e rằng không dư. Một người kinh doanh trang sức sao lại có súng mua trong tay lính đào ngũ? Được. Lính đào ngũ trong tay có súng tốt như vậy à? Anh nói khẩu Browning này à? Đó là của phó thị trưởng tặng cho tôi. Phó thị trưởng? Không tin à? Gọi điện thoại cho máy. Vậy được. Súng của phó thị trưởng khoan không nói. Tôi bây giờ có trong tay chứng cứ của đồng bọn anh. Sau đây ông chủ Phương có dám đối chất không? Tùy thôi. Đưa người lên. Vào đi. Giúp một tay. Lên. Thả tôi ra. Im miệng. Thả tôi ra. Cục trưởng, người đã đưa tới. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Là họ ép tôi. Không liên quan tới tôi. Là họ ép tôi thôi. Đứng lên đi. Tôi. Cục trưởng Chu, đây là người làm của tôi. Tính cách nhát gan. Mọi người đều là đồng hương, cần dọa người ta như vậy à? Vậy được. Anh nói cho tôi biết đại ca của tôi vì sao mà chết. Làm sao tôi biết chứ? Nhưng mà lúc đó anh ở hiện trường, còn mang theo đồng đảng. Ý của anh, cậu ta là đồng đảng của tôi à? Không phải sao? Hai người đều ở đồng lý, đều có súng. Vậy cục trưởng tôi cũng có thể suy đoán rằng hung thủ không phải là anh, thì là cậu ấy. Không, không phải tôi. Không phải cậu, thì là anh rồi. Logic của cục trưởng Chu đúng là buồn cười. Hôm đó vang lên tiếng súng, đồng lý nhiều người như vậy, ai mà biết lại bắn. Nhưng làm sao anh tôi vừa chết, anh lỡ cùng đại tiểu thư, cô ấy còn lên thuyền của anh.
Lúc đó hỗn loạn, đại tiểu thư chạy về phía tôi, thuyền tôi dừng ở bên bờ, tôi cứu cô ấy. Có gì sai? Lời nói một phía, không người làm chứng. Cũng phải, thời gian lâu như vậy, tôi đi đâu tìm nhân chứng cho anh? Vậy thì xin lỗi, nếu như không có người làm chứng, vậy thì anh khó mà thoát. Được rồi, vậy tôi chờ ở đây. Báo cáo. Cục trưởng, đại tiểu thư Trần gia tới, muốn gặp anh ngay. Anh nói một câu là có thể khiến toàn bộ tài sản sung công. Rốt cuộc ai giết anh trai của anh? Nếu như anh nắm mãi vụ án này không buông, ông ta có tha cho anh không? Hai người mới quen mấy ngày mà yêu, hắn ta cướp em từ bên người anh. Em cho anh lý do đi. Mày chĩa súng vào đầu tao, tao nhớ rất kỹ. Khẩu súng này sung công, anh cố ý trốn em. Anh bây giờ không còn cách. Thiếu chủ có thể là đang quen người khác. Đầu sở đặc vụ sắp tới Tô Châu, ông ta muốn tuần tra tất cả nhà giam ở Tô Châu. Cao Ngô Kiều quen biết bộ trưởng Đổng. Lần này về nhà, Phương Phi lại quấn lấy tôi, hỏi chuyện cứu người. Mấy ngày nay người Nhật tốt nhất bắn chết Triệu Chi Tô cho tôi. Em cũng hối thúc bay mấy lần rồi, nhưng mà thả người phải có trình tự. Đem tất cả báo có liên quan tới Cao Ngô Kiều, tập hợp hồ sơ quan hệ với nhân viên của địch. Tôi không muốn để người khác lợi dụng tôi. Nhất định phải nắm rõ gốc gác người Phương Nguyên muốn cứu. Hắn ta tới Tô Châu rồi, ngay lập tức sẽ tới nhà giam để tuần tra. Chiều nay 3 giờ, anh đến cửa đội hiến binh đón người. Cao Ngô Kiều sắp sửa tới đội hiến binh, chúng ta không kịp nữa rồi.